hàng chục triệu người trên thế giới mắc hội chứng COVID kéo dài do nhiễm virus SARS-CoV-2. Cẩn trọng khi lựa chọn cơ sở cấy ghép implant. Xuân ấm áp, Tết nghĩa tình, câu chuyện đẹp của các y bác sĩ dành cho người bệnh. Kính chào quý vị khán giả, Đỗ Linh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong bản tin Alo Doctor ngày mùng 2 Tết. Hôm nay những tin tức y tế mới nhất cùng chia sẻ từ các bác sĩ vẫn sẽ được cập nhật đến quý vị trong 10 phút tới. Ngay bây giờ là tin mới Doctor. Hàng chục triệu người trên khắp thế giới được cho là đang mắc hội chứng COVID kéo dài sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng tỷ lệ mắc hội chứng này trong tổng số người đã mắc COVID-19 có thể lên tới 10-20%. Hội chứng này bao gồm các hiện tượng mệt mỏi, sương mù não, khó thở, mất khứu giác, mất ngủ, tim đập nhanh, chóng mặt, đau khớp và trầm cảm. Đến nay vẫn chưa có một định nghĩa rõ ràng và chưa có đủ dữ liệu để xác định hội chứng sẽ kéo dài bao lâu. Các nhà nghiên cứu đang bắt đầu giải mã được những điều chưa rõ về hội chứng này, mở ra hy vọng đạt được những đột phá về điều trị trong tương lai và hiểu rõ hơn về hội chứng mãn tính khác. Để đề phòng nguy cơ lây lan COVID-19 dịp Tết Nguyên đán, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân thực hiện đầy đủ thường xuyên biện pháp vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng nước sạch, xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, che miệng mũi khi ho hắt hơi. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết sự gia tăng liên tục của biến thể JN.1 tại một số quốc gia cho thấy biến thể này có khả năng lây lan hoặc lẩn tránh hệ thống miễn dịch của con người tốt hơn. Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc gia tăng giao lưu, đi lại, gặp gỡ là một trong những yếu tố thuận lợi cho việc lây lan các tác nhân gây bệnh hô hấp, trong đó có COVID-19, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ như người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai. Việc tăng cường các biện pháp tự bảo vệ như vaccine, quản lý tốt bệnh nền là điều cần thiết. Chuyển sang tin tức y tế thế giới, mới đây một bé trai 9 tuổi sống tại tỉnh Krathi, Campuchia đã tử vong vì nhiễm cúm gia cầm H5N1. Đây là ca tử vong đầu tiên vì virus này trong năm nay ở Campuchia. Cúm gia cầm H5N1 là một bệnh cúm thường lây lan giữa gia cầm bị bệnh, song đôi khi có thể lây từ gia cầm sang người. Triệu chứng thường gặp là sốt, ho, chảy mũi, khó thở nghiêm trọng. Bộ Y tế Campuchia cho biết cúm gia cầm vẫn tiềm ẩn mối đe dọa sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em. Bộ Y tế kêu gọi mọi người không ăn thịt gia cầm ốm hoặc chết. Theo số liệu chính thức kể từ năm 2003 đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng số ca là 65 ca nhiễm virus H5N1, trong đó có 42 ca tử vong. Brazil đã trở thành quốc gia tiên phong trên thế giới trong việc chính thức triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, trong bối cảnh số ca mắc tăng vọt tại nước này. Trong chiến dịch tiêm chủng này, Brazil sử dụng vaccine Quidenga do công ty dược phẩm Nhật Bản sản xuất. Do nguồn cung hạn chế, Brazil ưu tiên tiêm chủng cho trẻ em từ 10 đến 11 tuổi trong giai đoạn đầu. Brazil đặt mục tiêu đến cuối năm nay tiêm phòng cho 3,2 triệu người trong tổng số 203 triệu dân. Chính phủ Brazil cũng đang nghiên cứu khả năng sản xuất vaccine trong nước. Trong 5 tuần đầu tiên của năm, các cơ quan y tế Brazil ghi nhận hơn 395.000 trường hợp nghi mắc sốt xuất huyết. Ít nhất có 53 người không qua khỏi và 281 ca tử vong khác đang được điều tra, xem có liên quan đến bệnh này hay không. Cấy ghép implant đang được coi là một giải pháp tốt để thay thế răng đã mất, góp phần phục hồi chức năng nhai, đảm bảo thẩm mỹ cho người được cấy ghép răng. Tối ưu là vậy, nhưng các bác sĩ cũng khuyến cáo cần cẩn trọng trong việc lựa chọn cơ sở để cấy ghép implant. Cấy ghép implant là việc thay thế chân răng thật bằng một trụ titan, còn gọi là trụ implant. Trụ này được cấy vào trong xương hàm, sau đó răng bằng sứ được chụp ra bên ngoài giống như răng thật. Cấy răng implant là phương pháp khó và phức tạp, nên phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe mới đảm bảo an toàn và thẩm mỹ. Thứ nhất là trình độ của bác sĩ, thứ hai nữa là cái kinh nghiệm bác sĩ đó thực hiện nhiều cái ca implant thành công. Thứ ba nữa là cái cơ sở vật chất nó phải phù hợp, phải có những cái trang thiết bị chẩn đoán nó hiện đại như là cơ bim CT để mà khảo sát cái vùng xương của nó có đủ cái thể tích để mình làm hay không. Thứ hai nữa là cái khâu vô trùng trong cái ghép implant nó rất là quan trọng.
Đặc biệt như ở bệnh viện thì để đảm bảo cái tỷ lệ thành công nó cao á, thì mình sẽ trang bị cái phòng mổ để đảm bảo là cái sự vô khuẩn nó tốt nhất cho người bệnh, tránh cái việc mà lây nhiễm chéo hay là những cái biến chứng nhiễm trùng. Nhu cầu thay thế răng bằng phương pháp trồng răng implant ngày một tăng. Cùng với đó, cũng có nhiều nha khoa giá rẻ mọc lên với những lời mời gọi hấp dẫn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, nếu chọn cơ sở không đạt tiêu chuẩn, chọn phải trụ implant kém chất lượng sẽ dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Hiện nay trên thị trường thật ra có nhiều nơi là họ quảng cáo là implant rất giá rẻ, nhưng mà đi đồng thời với cái đó là những cái rủi ro cho người bệnh nó rất là lớn. Nếu được cấy ghép và chăm sóc đúng cách, trụ implant có thể sử dụng được trên 20 năm. Nhưng nếu thực hiện cấy implant không đúng quy trình, không đảm bảo chất lượng, có thể gây tổn thương dây thần kinh và các mô xung quanh vị trí răng được thay thế, gây sưng đau, nhiễm trùng hay chảy máu kéo dài. Ngoài ra, trụ implant dễ bị gãy, nứt trong quá trình sử dụng. Một khán giả đã gọi tới tổng đài Alo Doctor đặt câu hỏi như sau. Tôi muốn đưa bố tôi đi trồng lại mấy chiếc răng bằng phương pháp cấy ghép implant để ông thuận tiện hơn trong việc ăn uống, nhưng chưa biết chọn cơ sở nào. Ngoài ra, bố tôi còn bị cao huyết áp và tiểu đường. Như vậy, nếu bố tôi khi cấy ghép implant thì cần lưu ý gì? Sau đây là giải đáp của bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn. Theo quy định của Y tế, thì các phòng khám nha khoa được cấy ghép implant từ 2 implant trở xuống. Tuy nhiên khi bệnh nhân mắc răng nhiều, như là trong trường hợp bị mắc răng toàn hàm, bệnh nhân cần cấy từ 3 implant trở lên thì cần đến các cơ sở như là bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế, bởi vì đối với những bệnh nhân mà bị mắc răng nhiều răng á, cần cấy nhiều implant thì cái phẫu thuật cấy ghép implant nó sẽ phức tạp hơn, thời gian lâu hơn, thì do đó thì chỉ có những cái bệnh viện thì mới có đầy đủ các phòng ban như là phòng hồi sức cấp cứu, những cái phòng gây mê, tiền mê, và có tất cả các bác sĩ như là bác sĩ nội khoa để khám cho bệnh nhân trước khi mà cấy ghép implant, và có khoa xét nghiệm để xét nghiệm máu đầy đủ trước khi cấy implant để đảm bảo cái an toàn cho người bệnh. Và hiện nay thì cái vấn đề mà mắc răng nhiều thì thường là ở người lớn tuổi. Những người lớn tuổi thì sẽ có một số bệnh này như là cao huyết áp, tiểu đường chẳng hạn, thì khi tới bệnh viện sẽ được tầm soát hết. Và ngoài ra thì sẽ có bác sĩ nội khoa và các bác sĩ gây mê hồi sức theo dõi sát sao trong suốt cái quá trình thủ thuật cái ghép implant, thì giúp cho cái vấn đề mà cái ghép implant tại bệnh viện nó an toàn hơn so với lại các phòng khám, bởi vì các phòng khám thì sẽ không có những cái phòng ban như là phòng cấp cứu hoặc các bác sĩ nội, các bác sĩ gây mê hồi sức phối hợp với lại bác sĩ nha khoa để theo dõi sát sao cái tình trạng toàn thân của bệnh nhân như là tại bệnh viện. Tết là thời điểm ai cũng đều mong muốn được đoàn tụ, sum vầy cùng đón năm mới bên gia đình. Thế nhưng với nhiều bệnh nhân đang phải điều trị tại các bệnh viện, những mong mỏi ấy đành gác lại. Chăm lo Tết cho các bệnh nhân là một trong những chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động với mong muốn đem lại hương vị ngày Tết, động viên tinh thần cho người bệnh và người nhà của họ. Khi người người nhà nhà rộn ràng đón Tết, thì Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh cũng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ nhất trong năm. Đường hoa xuân này do các y bác sĩ của bệnh viện tự tay trang trí để mang mùa xuân yêu thương ấm áp đến cho những bệnh nhi đang điều trị tại viện. Dù đang bệnh nhưng bé nào cũng háo hức, vui cười khi được người thân dẫn đi tham quan đường hoa Tết, chơi trò chơi, nhận quà. Lúc mà con đi ra ngoài con thấy vui. Em thích chương trình bữa nay tại vì nó rất nhiều trò chơi. Hôm nay con được chơi, con được tặng con cá sấu đẹp, con rất vui. Con tham gia chương trình hội hoa xuân, con chơi rất là nhiều trò chơi với lại rất vui. Trong khuôn viên bệnh viện, con trẻ tạm quên đi những cơn đau, thân nhân cũng tạm gác lại những lo lắng về cuộc sống để hòa mình vào các hoạt động vui xuân. Có những chương trình này thì con ra để vui chơi cùng các bạn á, thì con cũng khỏe lên được phần nào, thì ba mẹ cũng vui, vơi bớt được lo lắng để tạo thêm cái động lực cho ba mẹ chiến đấu cùng con. Tết năm nay có khoảng 700 đến 750 bệnh nhi ở lại bệnh viện điều trị. Phối hợp cùng các tổ chức cá nhân thiện nguyện, bệnh viện tổ chức nhiều sân chơi tinh thần, những hoạt động ý nghĩa như tặng quà, lì xì cho bệnh nhi trong dịp Tết này.
Trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, không chỉ bệnh viện Nhi đồng 2 mà các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh đều triển khai chuỗi chương trình hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhân văn để chăm lo chu đáo cho bệnh nhân và người nhà của họ. Dù phải trải qua trong những ngày lễ Tết ở nơi không mong muốn, nhưng tình cảm ân cần của các y bác sĩ giúp cho người bệnh cảm thấy ấm áp như đang ở bên gia đình. Với họ, Tết này, bệnh viện là nhà. Câu chuyện ý nghĩa vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Alo Doctor hôm nay. Quý vị vẫn có thể tiếp tục đặt câu hỏi cho chúng tôi qua hotline 1900 96 9600. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.